Bẩm hơn luôn. Vậy hả? Con tới 105 kg rồi. Tổng vợ nhiêu con? Giờ con đám cưới với ổng thì con xuống 20 kg, ổng lên 20 kg. Chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng thứ nhất. Rồi, mến chào hai em. Rất là vui khi mà được trò chuyện với hai em trong chương trình Vợ Chồng Son này. Giờ mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Du Ngọc Trinh. Con sinh năm 92, con ở Hà Tiên, Kiên Giang. Hiện tại công việc của con là làm nghề kinh doanh tự do. Trời, nghe Hà Tiên, Kiên Giang. Trời, lâu lắm rồi chú không được đi Hà Tiên. Đấy là đẹp lắm chị ơi. Chị có đi rồi đó, thành ra chị muốn đi đó. Rồi, mời con. Chào chú Quốc Thuận, chào cô Hồng Vân. Dạ, con tên là Trương Trọng Lê. Dạ, năm nay con 30 tuổi. Dạ, con ở Hà Tiên, Kiên Giang. Hiện con đang làm công việc bên ban quản lý bến xe tàu Hà Tiên. Rồi bây giờ thôi, quay ngược thời gian, trở lại với câu chuyện tình của hai đứa. Hai đứa gặp nhau trong trường hợp nào? Lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau không? Hồi trước là con bán trà sữa. Thì anh này ảnh ở trong bộ đội. Anh này ảnh có kết bạn Zalo với con. Thì hôm đó ổng ghé nhà con mua nhưng mà chưa có trà sữa. Nhưng mà kiểu thôi kệ đi, không có rồi kiếm cái gì cho ổng đại. Đằng ổng vô trong đó ổng giới thiệu cho mình bán được nhiều chút xíu á. Thì con có cho một cái hộp rong biển trái tỏi. Thì con vừa làm xong thì ổng lại mua, thôi kệ cho ổng đem về. Chứ con cũng không có ấn tượng gì về ông này hết, bình thường. Lần đầu tiên con mua cũng tính là giá bình thường. Sau con lên con quảng cáo gầm gộ lên, xong rồi những đứa trong đơn vị của con đó mua giùm tao đi. Xong bắt đầu là con quay lại thì cô này con chuẩn bị không kịp. Cô làm chuẩn bị không kịp cái nói bây giờ thôi làm cho hai ly trà sữa, không có lấy tiền đâu. Tự nhiên lúc đó mà chưa bao giờ mà con cầm đồ của con gái mà không có lấy tiền á chú. Trong lòng nhiên con tim con nó đập rồi, là con thấy nghi nghi rồi. Xong đó về sau là sau khi mà về đơn vị lại của con lại á, thì trong đơn vị của con có quy định nè, sau hết giờ hành chính thì tới buổi chiều các bạn sẽ được tầm khoảng 1 tiếng cho tới 2 tiếng gọi về cho người thân. Con biết sao con không gọi cho về nhà, cái con có số của cô này đó. Con cứ nói chuyện liên thiên vậy đó. Lúc mà gặp bé Ngọc Trinh á, dạ, thì lúc đó nó có mũm mĩm như giờ không? Bẩm hơn luôn. Vậy hả? Con tới 105 kg rồi. Wow, tổng vợ nhiêu con? Giờ con đám cưới với ổng thì con xuống 20 kg, ổng lên 20 kg. Nhưng mà bù trừ vậy rồi lúc đó là nhiêu ký? 49 kg. 49 kg. Nó nhỏ hơn có mấy chục ký à. Mà con dám đối đầu với lại 105 kg hả con? Con hay quá vậy. Cái lúc mà ảnh với con biết nhau mà con quán trà sữa là con tầm khoảng 9 mấy ký thôi. Xong rồi hai đứa con quen nhau có 14 ngày là chia tay rồi. Lý do? 2 năm sau mới quen lại. Lý do mà chia tay vậy? Ngon, mới quen có 14 ngày à, đi về kêu ba mẹ đi qua coi mắt rồi. Kiểu ba mẹ cải trang đi qua uống trà sữa mà nguyên gia đình kéo đâu chừng 7-8 người đi qua là con biết rồi. Thì con mới về con hỏi ổng là ba mẹ đi qua rồi về nói làm sao. Nói ba mẹ anh biết em á, quen con nhỏ gì đâu mà mập thù lù mà còn hay đi nhậu nữa. Không, gia đình con nói làm sao? Không được. Nói không chịu mập. Không chịu, nó mập quá. Với lại vợ con thì cũng dạng như kiểu tuổi trẻ nổi loạn đó. Từ lý do đó xong rồi cái ba mẹ cũng khuyên con nói thôi chưa khoan gì tính suy nghĩ ghi lại đi. Rồi sau đó nói chung là cũng tác động để cho tách hai đứa ra. Sau đó rồi con đi Sài Gòn làm. Là 2 năm sau con mới quay về. Sau khi con chia tay ổng xong là con giảm 10 mấy ký. Kiểu chia tay rồi tha vì thời gian mình đi kiếm người tốt hơn thì thôi mình tự làm tốt bản thân mình hơn đi. Cho con người giảm ta được hối bao nhiêu? 15-16 ký. Wow. Còn nguyên nhân gì mà coi như là hai đứa quen lại nhau? Sinh nhật của con là 1 tháng 11. Thì lúc đó là vợ con từ Sài Gòn về. Nhưng mà trước đó là hai đứa cũng có kiểu như là thôi chuyện cũ bỏ qua đi. Cũng lên Facebook thả tim rồi comment. Thôi chứ không phải thấy nhau. Lúc đó người ta đẹp quá rồi. Cũng đang tính nói vậy đó. Thấy lúc đó người ta tươi quá rồi. Thấy đang ngon quá người ta. Nhìn với vợ con quá ngon con. Lúc đó cảm giác con sao? Cái gần đầu tiên con gặp lại vợ con là con không chán gì ngoại hình. Mà con chón gì cái thay đổi trong cái lời nói và cái tính cách của vợ con á. Là sao? Sau 2 năm là con cảm thấy là vợ con chín chắn hơn. Nó suy nghĩ cái cách nói chuyện giữa con với vợ con là nó thoải mái hơn. Chứ nó không có hồi xưa là ngại lắm. Hồi xưa ba mẹ nói này nói kia không. Giờ hai đứa cứ như là bạn bè đi. Mình quen được tới thì mình yêu. Rồi mình cưới không được thì mình vẫn cứ làm bạn bình thường thôi. Mà con kể cô nghe cái lần đầu tiên mà quay về 2 năm là con quyết định là con về quê nè, con ở với mẹ con á. Ông này cũng đi uống cà phê. Thì mình mới suy nghĩ trong đầu con biết luôn. Thôi tính đi ra đặng dụ tao đặng quen lại chứ gì không có cửa đâu con. Cái con cũng đi ra kiểu con ở Sài Gòn mà.
con ăn chơi, con nhậu nhẹt gì con kể hết. Hồi cố lúc tình kể cho ông nghe. Đúng rồi, rồi cái lúc mà con cưới ổng thì con đâu có xăm mình đâu. Ừ. Xong cái con đi ra con cũng kể là ừ em xăm mình, xăm dữ lắm, kiểu con nói cho ổng né con ra. Nhưng mà kiểu mình đâu biết là đối với ổng là đó giờ là chưa từng đi Sài Gòn. À. Chưa từng đi Sài Gòn giống như là được mở mang kiến thức. Chứ lại ổng cảm nhận được à cô bé này sao cô thật lòng quá. Bắt đầu theo đuổi lại. Tác dụng ngược đó. Đó, để cho cái sự mà ăn chơi rồi đó, này kia nọ. Tưởng thật sao á, tự nhiên chồng nhìn mê, mê à, mà. Đúng rồi. Thế nhưng mà hai đứa con yêu nhau, con thai luôn. Nhưng mà ba mẹ cũng chưa nói gì, tại kiểu như là thì nó cũng lớn rồi, nó biết rồi. Thì thôi, yêu nhau thì cho nó yêu đi, nhưng mà đến khi con nói là mẹ ơi giờ con cưới vợ con cưới Trinh làm vợ. Nói, nghĩ kỹ chưa? À, nói kỹ rồi giờ trang phải không? Vậy thôi được để tao qua coi nè. Con nghĩ trong đầu là chắc cũng phải là làm dữ lòng găng lắm mà phải nói suy nghĩ kỹ là sao đó, quyết định sao, giải thích lý do nó vậy kia. Ổng nói thẳng với con luôn, tức là ổng nói là năm sau cưới ổng kêu con về con hỏi mẹ con đi. Cái một ngày đẹp trời con cũng hỏi mẹ con, mẹ lỡ mà bây giờ có người vô hỏi cưới con thì sao? Mẹ con hỏi cái gì, mày cũng có người cưới nữa hả? Thì mẹ con chịu. Cái con mới nhắn tin cho ổng là ê mẹ ok rồi đó. Rồi cái ảnh gửi cái icon đó, con nhớ là cái icon giống như là mừng á. Mừng vô đúng không? Đó là diễn tả bằng lời, không thể diễn tả bằng lời. Tức là từ lúc đó là xác định là hai đứa con quen nhau luôn. Vậy là cái duyên cái nợ duyên rồi. Chị ơi, lựa chọn đó chị. Đâu hai đứa kể cái vụ mà hồi lúc yêu nhau có cái gì, chuyện gì vui vui kể cho cô chú với mọi người nghe coi. Bây giờ Sài Gòn về chắc có tiền nhiều lắm đúng không? Dạ cũng sương sương. Còn anh này thì anh có bao tiền không? Có bao đi, đi chơi với gái có 50.000 trong túi à. Mọi người hỏi con lý do tại sao mà không có ghen vậy, chứ bây giờ con mở bóp chồng con ra nhiều khi có 70.000 à. Thôi đứa nào cua được đó cua đi. Đứa nào cua được cua đi. Và con còn nhớ con chụp hình đăng lên Facebook nữa mà. Lý do mà khiến hai đứa tôi không bao giờ cãi lộn, trong túi chồng không có tiền. Thì lúc đó là lương của con cũng khá là thấp à. Cũng một phần gửi về nhà, cũng đưa cho gia đình để thì con sống trong gia đình mà, con chỉ để dành một ít vừa đủ cho mình thôi. Lúc đó là mình nghĩ là mình dẫn bạn đi ăn chứ không phải là dẫn ghệ đi ăn, nên mình không có thể hiện cái tính tự cao, móc ra dạng như trong ví mình có nhiêu mà không có ra vẻ. Không có ra vẻ. Dạ bữa đó hai đứa đi ăn trong một cái quán ăn, con kêu ra một tô hủ tiếu mì, nhưng mà con mở cái bóp ra con có 30.000 à. Cái vợ con hỏi anh ăn chưa, nó bóp bụng là con nói ừ nó ăn rồi, nãy giờ ông đó có xe người ta kêu cho nước uống hết trơn rồi, làm mặt tự hào lắm chứ trong bụng. Nhưng mà con biết rằng là ổng cố tình không, cái bữa đó thì tính tiền ra mới biết đó. Thì nhờ bữa mỗi bữa tối nào cũng chở đi ăn, rồi nhờ nhịn ăn cho con ăn á, cho nên là tới đám cưới con mới 105 kg, ông 49 kg. Hai đứa là lấy nhau được mấy năm rồi? Ba năm rưỡi. Ba năm rưỡi có em bé. Dạ 2 tuổi. Vậy là về 5 rưỡi rồi bắt đầu mới để có bầu hả? Dạ tại vì lúc mà hai đứa con mới cưới thì ảnh bị bệnh. Bệnh gì? Lao phổi. Lao phổi. Con có hút thuốc. Con hút rất là nhiều luôn. Xong cái vợ con ở ý định ra là thôi em thấy anh ho quá, với lại em cũng muốn có em bé. Rồi sau đó là con bỏ thuốc luôn. Thì đến một ngày á là tự nhiên con ho nhiều quá. Rồi cô này con lén ho. Cô này có đi ra con phát hiện con thấy con ho ra máu luôn. Trời ơi. Là không được, ngưng, không có nói gì nhiều. Sáng mai đi vô đi khám là bác sĩ chụp X quang xong bác sĩ nói lao phổi, lấy thuốc rồi vậy. Phổi bị mất hết bên. Lúc đó tốn tiền nhiều không? Dạ cũng nhiều. Dạ cũng nhiều. Rồi có khi nào phải bán hết mấy cái đồ tài sản? Thì cũng có vàng cưới thì cũng có lấy ra bán. Đợt đó một tay con chăm sóc cho chồng con. Dạ đúng rồi. Lúc đó con sợ lắm đúng không? Nói chung là cho tới bây giờ ảnh mỗi lần ảnh ho con vẫn sợ, con rất là ám ảnh luôn á. Tại vì con, chính con là cái người mà chăm sóc ảnh trong 6 tháng anh bị bệnh á. Và cô biết cái người mà bị lao phổi á, buổi tối mà mỗi buổi tối ảnh ho á, con sót dữ lắm. Mà tới bây giờ mà mỗi lần mà trở trời á mà ảnh ho lại á, cái miệng con thì hơi ổn, con chửi, nhưng mà thật sự cái tâm con thương lắm. Con rất là sợ. Thật sự là con nói với anh luôn á là mỗi lần ảnh ho là em ám ảnh. Con rất là sợ ảnh bị bệnh đúng không? Con sợ ảnh bị cái gì lắm. Nhưng mà bây giờ là con đã hết hẳn chưa? Con hết hẳn hoàn toàn luôn rồi. Vậy là ho là do trở trời thôi. Dạ đúng rồi. Trở trời mà... thì ai cũng ho. Dạ đúng rồi. Nhưng mà kiểu con bị ám ảnh á. Con nó bị lao phổi rồi là phải đặc biệt là không được coi như là hút thuốc nữa. Không, con bỏ luôn. Khi có em bé rồi con bỏ luôn. Dạ. À bây giờ ra rẻ lắm cô. Hồi đó hút thuốc muốn gần chết vậy. Bây giờ ra đường gặp người ta hút thuốc khó chịu, ho khó chịu, rồi sao ghét quá trời ghét. Rồi hồi đó hút gần chết kêu bỏ không bỏ nha. Bây giờ là có em bé rồi,
Rồi coi như là đó là cái biến cố mà lớn nhất mà các con cũng đã vượt qua rồi. Thì đó, rõ ràng là các con thấy rồi đó. Phải lựa chọn đúng cái người mình yêu thương. Phải lựa chọn đúng những cái gì mà chúng ta đã quyết định lựa chọn. Thì rõ ràng sẽ mang đến cho cái hạnh phúc. Quá tuyệt, đúng. Chọn yêu thương là chọn hạnh phúc. Đó. Nhưng mà trong quá trình mà hai vợ chồng sống với nhau, những năm đầu tiên, cho tới bây giờ rồi ra những tật xấu gì? Nhiều không con? Chà, nó lao nước mắt để bắt đầu kể đó. Lao nước mắt để kể tật xấu nè. Thôi á, nhường cho anh kể em trước á. Con kể không hết đâu, nhưng mà con tính sơ. Không hết đâu. Chắc đem đi cân ký chứ cũng được. Ở con á thì lúc mới cưới á, lúc mới quen á, vợ con nó hơi sân si nhẹ. Sân si nhẹ là sao chú Thượng hiểu không? Có nghĩa là đi ra đường ha. Hồi đó con cũng nhát lắm, con không dám nắm tay. Con mà dạng như muốn gờ gờ vô cái tay thôi là con giật thịt ra rồi, con không dám nắm luôn á. Xong nhưng mà đi ngang á, cái vợ con thấy ui, hai đứa ôm nhau kìa. Ui, hai đứa nắm tay nhau kìa. Ui, không được đâu nghe. Cái gì ở công viên hay ở nhà đâu làm thấy ghê vậy. Là cưới rồi đúng không? Chưa. Lúc đó còn quen nhau. Rồi sau khi cưới rồi á, vòng tay ôm. Cái đầu lúc đó con ốm quá. Ôm gì không đủ thịt gì trơn vậy. Xong rồi cái tới khi con mập quá trời, ôm gì mà ôm tụ cả hoài, ôm tụ cả hoài. Cái tới khi mà ôm mà cái dạng như con hơi lách người qua cái tủ á, rồi sao không cho ôm cái gì, ôm khó chịu quá vậy. Trước khi quen thì nói ôm là cái gì ngại. Có nghĩa là trước khi quen thì rất là tế nhị trong cái vấn đề mà thể hiện tình giao cảm tiếp đó. Giao tiếp và thể hiện tình cảm, nhưng mà sau khi lấy rồi mà không như vậy là bị rầy á. Đúng rồi, bị la chồng. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao không thể hiện? Đúng không? Cũng cái vụ này mà ổng dám chia tay con á. Vậy hả? Tức là con nói chia tay mà ổng dám chứ không phải là ổng dám chia tay con, là hai đứa con là từ lúc quen cho tới lúc cưới là chỉ duy nhất một lần nói chia tay thôi, mà lần đó ổng đồng ý nha. Là lý do là lý do. Con bán, lúc mà con về Hà Tiên thì con bán quán trà sữa lại. Con có một thằng bạn rất là thân, chơi với nhau kiểu 13 năm rồi. Thì hai đứa con kiểu như là anh em chứ không phải là dạng ấy nữa. Quen bồ mà bồ không cho nắm tay, mà thằng bạn con lại quán trà sữa, hai đứa con câu cổ giống như anh em vậy, kiểu tức trong lòng á cô. Cái giống như là đợt đó thì con nhớ là ngày hôm trước bạn con lại quán, hai đứa con câu cổ giỡn nhau đó, là hôm sau hai con giận lộn, con đòi chia tay, ổng dám luôn con. Ổng chia tay đi. Xong cái con mới giật mình, con nói trời bữa nay gan dữ rồi. Đúng rồi, mà đó con sai rồi. Con sai rồi, chồng thì không cho người ta nắm tay mà bạn khác phái thì là cho câu cổ, vậy là con sai rồi. Từ gái chỗ dậy, từ gái lại từ ai chứ con ha. Lại ổng là trai thơ nữa, trai thơ nữa chưa có mối tình nào cả, ổng ghen, ổng có quyền ghen mà. Đâu có, con mối tình rồi. Nhưng mà sau đó là ai làm lành? Con tức là kiểu con thấy mình sai đúng không? Cũng không hẳn là thấy mình sai nữa, nhưng mà kiểu con là gì nè. Ủa sao tự nhiên bữa nay nảy ghen ta? Ghen ta? Chia tay dám ta? Tại vì bình thường con làm cái gì ổng cũng năn nỉ con trơn á. Nhưng mà kiểu mình cũng suy nghĩ là thật sự là cái người này là cái người mà mình trân trọng á, mình không có muốn mất cái mối tình này thôi, nên thôi suy nghĩ là gửi quán trà sữa mẹ nhìn quán giùm con một chút xíu, xin lỗi người ta mà cũng sợ quê chứ. Chui lên phòng điện thoại nói chuyện. Thì lúc đầu điện thoại cũng không có xin lỗi đâu. Rồi bây giờ sao, muốn sao, làm gì muốn chia tay tôi, rồi giờ sao, kiểu con là vậy đó. Rồi xong cái con bắt chạy qua đây. Con biết là khi mà nổi cơn giận lên thì tầm 15-20 phút là nguôi rồi. Thì con bắt chạy qua bên nhà con. Bây giờ nói là cái lúc yêu nhau thì nói chuyện trước mặt nhau, thì chia tay đi qua đây nhìn thẳng mặt nhau nói chuyện đi. Rồi con kêu chạy qua. Đánh đá quá. Chạy qua xong rồi nhìn mặt con là đâu muốn chia tay nữa. Con cũng đi xăng xăng ra. Con đi xăng xăng ra, vừa đậu xe đi xăng xăng ra, kêu ngồi xuống. Cái con pha cho ly nước. Để ly nước trước mặt, kêu uống nước đi. Vô rửa mặt cái rồi ra nói chuyện. Con vô rửa mặt xong rồi con uống nước đặng dằn ổng lại. Con biết mà, đặng con cho ổng dịu lại xong con đi ra. Đó, cái lúc quen nhau á, nói làm sao? Thì bây giờ chia tay gặp nhau nói y chang vậy đi, con đánh đá mà. Con kêu, đó bây giờ nói chia tay đi. Chứ ổng nói thôi anh hết nói rồi. Thôi để vài bữa đi, ổng mới kêu con là thôi để vài bữa đi. Rồi. Mà cũng không xin lỗi ông luôn. Không, đó là một tật xấu đó. Dạ. Lì. Lì, không bao giờ chịu nhận là mình sai. Đó là một cái tật xấu. Dạ đúng. Còn tật gì nữa con kể con nghe. Cũng liên quan tới vấn đề trai gái luôn, là hơi thù dai nha. Con nói con thù dai luôn. Dạ thù dai, mà vấn đề nó đơn giản một cách tới phức tạp luôn, là cái hồi đó là khi mà trong thời gian 2 năm mà con vợ con không yêu gặp nhau á, thì con có crush một cô bạn đó. Thì một cô bạn đó thì con cũng nhắn tin hỏi thăm, cũng điện thoại, rồi cũng lên Facebook comment cái kiểu.
cũng gặp ngoài đời luôn, cũng đi ăn uống nhưng không tới mức độ gọi là thân thiết quá, chỉ giao lưu với nhau thôi, quen biết thôi. Mà bây giờ mới nhắc hoài. Không những là nhắc hoài luôn chú. Mà người ta có cái sạp bán giày dép á. Trời. Anh vô mua đôi đi, chạy ngang anh vô mua đôi đi. Trời ơi, rút anh kìa, giờ đi vô mua đôi ủng hộ ta đi. Một năm 365 ngày mà nếu như đi chợ còn khoảng 365 ngày thì nhắc cũng cỡ 300 ngày thôi. Cái đó là đủ luôn à. Ghen, có nghĩa là bé này bị ghen. Vừa không bỏ, thù không dai bỏ. Mà lại vừa ghen tuông nữa thì thôi chết rồi. Thù dai thù dặt nữa. Con chưa đi chung xe luôn, con còn đi riêng xe và chưa bao giờ nắm tay luôn. Chưa bao giờ. Mà cứ nói hoài. Vậy mà nói hoài vậy đó. Nói hoài luôn. Ai kêu kể cho người ta nghe. Trời ơi. Rồi sao nữa? Rồi có làm xiên hay là làm biến? Dạ làm xiên lắm, xiên lắm rồi. Đừng có tầng hắn để kể cho nghe. Vợ con ngủ ngon lắm. Vợ con ngủ mà tầm khoảng tới đâu ấy, 9 giờ sáng là thức rồi. Trời ơi ngủ. Dạ tại vì ngủ tới giờ ăn trưa luôn á. Ngủ tới giờ ăn trưa luôn rồi. Lúc đầu á là tại vì vợ con làm công việc bán hàng online, livestream thì hay livestream buổi tối để có lượng khách hàng người ta nghỉ ngơi, người ta theo dõi nhiều hơn. Cho nên là nhiều khi sáng thức trễ quá. Cái lúc mới cưới thì mẹ con cũng nhận nói nhắc vợ mày đi để mốt vợ mày thức sớm xíu phụ thì coi sao. Nhưng mà nói chung là mẹ con cũng bà cũng biết suy nghĩ, sợ mất công mình nói thẳng mặt cho con dâu thì nó buồn. Cho nên thông qua con, rồi con sẽ thông qua vợ con. Cái con nói vậy thôi, cái con thấy vậy con cũng nói ừ, con nói với mẹ con là để con nói với vợ con. Nhưng mà sau đó đó là chuyện như vậy xảy ra nè. Vợ con vẫn ngủ, đồ đã phơi, nhà đã quét, nhà đã lau, cơm đã nấu. Mẹ con về là không có gì xảy ra chứ. Dọn dẹp xong hết trơn luôn. Có nghĩa là thay vì con nói với mẹ con, ừ con nói với vợ con rồi. Con để cho con vợ con ngủ tới 9 giờ luôn. Con mẹ, làm hết. À, con làm hết. Con làm hết luôn. Để khỏi mất công dĩ hoài dĩ quý. Mình tốn một chút sức thôi mà cả mẹ, cả vợ đều ok. Có một lần bị mẹ bắt gặp nửa đêm. Tại vì thường là đi bán trà sữa tối mới về. Thì tối về thì đồ ăn hay con sức cảm ơn về á. Tại vì cơm là mẹ nấu sẵn, ổng đem qua quán cho con. Xong cái ổng lủi thủi hôm đó là tối rồi. Mà sáng ngày mai anh phải đi trực sớm là 6 giờ. Thì ảnh lượt cùi ảnh rửa chén. Cái bình thường mẹ ngủ say lắm, tối đó mẹ đi ra đi toilet mẹ thấy nói rồi con Trinh đâu không rửa, nhưng mà mẹ không có la hỏi không rửa. Thì ảnh mới nói là bữa nay mệt cho ngủ. Thì sáng mai mẹ chồng con mới nói là nếu mà rửa không được thì thôi nói mẹ rửa chứ đừng có để Lê rửa, sáng Lê còn đi làm. Thì bắt đầu từ ngày hôm đó là con làm luôn. Là con làm luôn. Hôm nay là mẹ coi là mẹ biết hết luôn á. Mấy cái vụ mà lén là anh đây là khui ra hết trơn hết trọi rồi. Mấy này nó cũng nhẹ dạ quá ha. Con cũng có em chồng cũng được. Nói chung là buổi chiều nào mà con làm biến không rửa thì ổng đi vô bếp rửa mà. 4 giờ chiều là ba mẹ chồng đi làm về. Cho nên là 3 giờ mấy không mới đi ra rửa. Mà lúc nào mà ổng rửa trong cái con trong phòng con bán đồ á. Thì em chồng con nó nằm võng ngoài. Nó nghe tiếng xe ba mẹ về cái bắt đầu nó ho. Là bắt đầu con tung cửa phòng con chạy ra. Phóng vô rửa vào bồn rửa. Rồi bữa nay thằng em chồng dính luôn. Đó, đó. Về là ba mẹ biết hết luôn đó. Là về là hợp gia đình á. Rồi nhưng mà bây giờ là con đã rửa rồi đúng không? Bây giờ con lành rồi, bên này ngon lành rồi. Bây giờ còn muốn vợ thay đổi gì nữa? Con mong muốn vợ con thay đổi điều gì? Con mong muốn vợ thay đổi điều gì hả? Thứ nhất là vợ thay đổi là nói chung là công việc nhà thì là vậy nè, cái công việc làm của mẹ con là từ khi đi làm là giấc sáng cho tới giấc chiều 4 giờ là về rồi. Thì con ý muốn vợ con á là em không cần làm gì nhiều, chỉ cần sáng á, cố gắng thức sớm đi, còn cái khoảng giữa trưa đó em có nghỉ ngơi đó, còn phần còn lại để em lo. Có nghĩa là trong thời gian thức sớm á là nhà cửa lau quét dọn sơ rồi chỉ cần nấu phần cơm và phơi một ít đồ thôi, để cho mẹ thấy em có cái gọi là dạng như cố gắng thay đổi chút. Sau khi giấc chiều là cũng vậy. Còn đến thời gian khi mẹ đi làm giữa trưa, nếu thời gian đó em có mệt, anh sẽ thay em làm tất cả mọi thứ. Đó là cái sự... Rồi mẹ nghe luôn. Mẹ nghe đó. Có nghĩa là mẹ nghe luôn. Mai mốt là mẹ sẽ thay đổi cái giờ đi về. Đúng rồi, đó. Vậy mẹ về bất tử. Dạ, dạ. Không, đó nói vậy là nói chung bây giờ vợ nó cũng đã thay đổi rồi. Thành ra là thôi con cố gắng đi hỗ trợ. Bây giờ cứ sòng phẳng ra thôi. Em làm gì, anh làm gì, ví dụ vậy thì giờ cứ cái việc của con làm cho nó xong. Còn ví dụ như con làm xong rồi mà con thấy tội chồng con quá thì con làm chàng. Đó, còn nếu mà con mệt quá, con chàng không nổi thì chuyện của chồng để chồng làm, đúng không? Chứ đâu cần phải là lén là làm trước mặt mẹ rồi xong rồi là khi mà mẹ đi làm rồi bắt đầu xả ra đó rồi để chồng làm. Chi vậy? Tụi nó giỡn đó. Mẹ ơi, mẹ đừng có tin nha, tụi nó giỡn chứ vợ chồng nó hòa thuận. Biết làm ăn, biết chia công việc ra làm lắm chứ không phải là chồng. Không phải con trai mẹ làm hết đâu nha mẹ.
đó. Thật ra cái gì nó cứ thẳng thắn với nhau hết, không có gì cả. Người lớn người ta sẽ thông cảm. Sẵn rồi nói xấu luôn đi. Sẵn rồi kể luôn. Con tới con á, Ngọc Trinh. Sẵn để cho mẹ hiểu, cho mẹ hiểu là không phải là mình con vậy mà chồng con cũng có nhiều tật xấu, ví dụ kể cho mẹ nghe. Hay quên. Nói chung là kiểu đó, đi du lịch á. Nhớ hồi đợt có bầu thì nhiều khi ở nhà nấu cơm á, có bầu mà cô cá này kia ăn không được á, nhờ đi làm về nhớ ghé mua kem nha. Đi làm về chạy cái te về nhà, nhưng mà ý là mình biết ổng hay quên rồi. 1:45 ổng tăng cao là 1:30 mình nhắc. 1:40 nhắc một cái nữa. 1:42 nhắc cái nữa. 1:50 về tới nhà, không có đồ ăn em đâu. Quên. Thôi để anh đi mua. Rồi, ngày hôm sau cũng y chang vậy nữa, lặp lại y chang vậy. Ê, coi nào ổng hết tiền không? Không, con biết túi tiền ổng nhiêu con biết hết trơn á chú. Tại vì trước khi con nhờ mua đồ là con hỏi liền, trong túi có tiền không? Là con hỏi liền. Tại vì con là hay kiểm tra. Tối đi làm là con mở bóp ra hết tiền là nhét tiền vô à. Như vậy là cái đó không phải là quên bình thường mà đó là vô tâm á em. Cái là vô tâm, không có để tâm á thì mới quên. Nó, kiểu là không có để tâm á. Đúng rồi. Nhưng mà nói chung là cũng nồi nào ướp dung đó rồi cô ơi. Nấu cơm không bấm nút thì đây thì cũng nấu trà không có bỏ trà. Bữa đó nấu cơm cái mẹ chuyên gia, hai đứa con là chuyên gia nấu cơm không bao giờ bấm nút. Mẹ nói chết rồi, cái nồi cơm nó sình luôn rồi Trinh ơi. Thì cũng vậy đó. Cái bữa con hay mét mẹ, ổng hay quên, mẹ con nói gì ổng cũng quên chứ mẹ chồng con nói thôi mày đừng có nói nó nồi nào úp dung đó. Mới mét bữa trước, bữa sau nấu trà, châm bình trà vô tới giờ pha trà uống. Cái mình còn đi ra hỏi ngược mẹ nữa. Mẹ bữa nay trà sao mà nó trắng tươi vậy mẹ? Tức là chỉ nấu nước sôi rồi đổ vô trà, không có trà. Không có bỏ trà. Thôi mẹ sao bữa nay cái trà nó trắng tươi vậy? Đó là đi về hỏi. Con kể tật xấu của chồng con mà lòi ra thêm tật xấu của con. Bây giờ con kể tiếp chồng con còn tật ngáy xấu to nữa. Lắm. Ngáy trời ơi, ngáy là thôi rồi. Tức là hôm nào đi làm á thì con đi làm về con biết mệt đó, là nó thôi không có cần phụ em livestream, chỉ cần là con thì nó cũng dễ ngủ. Ổng nằm bên con nằm bên. Con thì nằm chính giữa cho nên con hay đi ra đi vô. Thì con livestream thì hai cha con ngủ làm sao cũng được. Em livestream đi em, để anh ngủ cho. Bán hàng online đúng không? Bán đêm hả? Dạ đúng rồi đó. Con ngồi con live mà ổng ngáy ha, mấy trên livestream ta nói chị ơi chị nói lớn đi em nghe tiếng ngáy không à. Con đi làm mệt con không kiểm soát được cái cơ của mình. Thôi bây giờ cái chuyện ngáy đó giờ nó cũng thể nào tự nó sửa được đâu con. Đúng rồi, cái đó là rồi, không muốn. Đó cho nên giờ con kể thêm một cái tật mới nào nữa mà là con có thể bắt chồng con sửa được á. Hơi cọc tính đó con. Kiểu đó, như là cái đó phải nhưng sửa mà đó. Một phần là con biết là cái đó là cũng do con trước đó, con hay ức chế ảnh quá. Cho cũng nên do là, con không á. Đó, cho nên là thôi bây giờ nếu mà giảm được thì giảm, tại vì con cũng không có mong muốn là chồng có ghen con thay đổi gì hết. Có ghen ngầm á cô, ghen ngầm á miệng thì nó ui anh không có ghen đâu, ui anh không có ghen nhưng đâu. Mà sao con biết là ghen ngầm? Để ý đi, có thằng nào nhắn tin cho con là bữa đó nguyên ngày chồng con tươi lắm, vui vẻ lắm, tươi lắm, đập đồ đập đạc, làm cái gì là gầm là con biết rồi. Đó, ok, nhưng mà cọc tính chồng con thì dạo này hơi bị cọc tính á. Vậy là bây giờ con muốn chồng con thay đổi cái gì? Nói chung là bớt thôi, bớt tính cọc lại, nhưng mà tại vì con nghĩ là mong muốn người ta thay đổi á, là kiểu mình mong muốn, mình mong cầu người ta quá nhiều mà người ta không có đáp ứng được á. Thì đâm ra bản thân mình cảm thấy hụt hẫng, cho nên con cảm thấy là chồng con như vậy là được rồi. Tại vì thật sự á, ở bên ngoài mọi người có thể nhìn con mạnh mẽ, hoặc là nhìn con qua app thì nhìn Trinh dễ thương, hay là Trinh mạnh mẽ, hay là Trinh rất là giỏi. Nhưng mà cái người mà nhìn thấy con yếu đuối nhất, con xấu nhất thì là gì, là cũng là chồng con chứ. Mọi người có thể nhìn thấy con là một người mẹ hoàn hảo, nhưng mà không có. Tắm con từ lúc con đi sanh, con sanh ra tới giờ là tắm con thay tả, là cho con ngủ, hay là chăm con là một tay chồng con không? Tay chồng con. Có nghĩa là như vậy là con mình muốn là chồng con cứ như thế này. Và nếu như anh có thể bỏ được chút xíu nóng tính thì anh sẽ hoàn hảo hơn. Đó là đáng yêu ghê không? Nó thôi không cần, nếu mà anh không bỏ cũng được đi, nhưng mà nếu anh bỏ thì anh sẽ tuyệt vời hơn. Đúng không con? Con nghe nói gì thì con trong đầu con nghĩ gì? Bỏ cho rồi chứ nóng làm chi nữa, đúng không? Dạ con cố gắng khắc phục ghê. Cũng hứa dạ là sau này những cái lời nói trước khi nói ra mình sẽ suy nghĩ trước và sẽ tiết chế những cái khi mà mình nóng, để không xảy ra những cái biến cố hay là những cái gì đó nó phải bữa đó đập mớp cái cửa được. Luôn cô, bữa đó đập mớp cái cửa luôn, lấy cái móc đập mớp cái cửa luôn. Cái mẹ chồng đi về, mẹ chồng hỏi là
rồi cái cửa sao mớp gì trên cái con mới giả bộ nói là con không biết, hình như anh lên anh té vô cái cửa. Mẹ con nói cái cửa này mà làm gì mà té vô mà nó mớp dữ vậy. Cái con mới nói là con đâu biết. Sao? Con đâu biết đâu, con nằm trong phòng con ngủ. Bữa nay mẹ biết luôn rồi. Con mẹ nằm trong phòng rồi. Con ngủ, con nghe cái gầm là đi ra cái cửa nó mớp rồi. Con đâu dám nói đâu. Sao quan điểm của con là gì nè? Con có thể là đập cái này hay là con đập cái kia, đừng có nói kiểu như là mày phá hoại, không có. Nhưng con không bao giờ con đánh phụ nữ. Nhưng mà con sai. Có nghĩa là gì nè, con biết sao không? Cái chuyện đánh phụ nữ là tuyệt đối không bao giờ được đánh rồi. Nhưng cái vấn đề mà con tự làm đau mình á, cái đó nếu mà nói về người vợ á, xót gấp trăm gấp ngàn lần là chẳng thà ông quýnh tôi còn hơn ông để bản thân ông đau đớn. Cái đó nói thiệt. Cho nên bỏ đi. Cái đó là cô khuyên là bỏ đi. Vợ con nói là có thể anh bỏ được thì tốt, nhưng đối với cô con bỏ tiệt cái đó đi. Trời ơi, em ơi, nhìn chồng mình mà tôi lấy cái tay giọng cái ngồi nó chày ở đây nè. Cô ơi, lấy cây móc nó đập chứ nó có lấy tay đập bao thì giờ đó đâu. Ví dụ vậy đó, cái đó xót của xót của mà xót chồng luôn. Thật ra như thế này, đúng ra là chú cũng muốn là con chia sẻ về cái tình cảm của con dành cho chồng con, nhưng mà thật ra hồi nãy đó khi mà con nói về chồng con, nhìn thấy được những cái xấu rồi, những cái mà phụ con chia sẻ công việc rồi chăm con đó, nó đủ rồi. Và chú nghĩ là sau chương trình này về, mỗi lần mà hai vợ chồng mà nhiều khi mà nóng nảy hay là muốn có một cái sự là cãi vã nhau thì cứ xem lại cái số này và xem lại cái số mà con vừa nói. Nói chung là hai vợ chồng con rất là ít khi cãi nhau hoặc là giận nhau, mà có giận nhau đi chăng nữa thì tầm 5 phút là hết rồi. Cái lần giận nhau dài nhất chắc được 30 phút rồi. Rồi riêng bữa nay tham gia xong về là chắc là giận nhau chắc còn phút hoặc mấy giây thôi, hoặc là không giận luôn nha. Từ lúc cưới cho tới bây giờ luôn á là vẫn giống như là ngày ban đầu mới cưới, là tại vì con là con tập luôn từ lúc mới cưới. Trước khi đi ngủ hôn cái, đi làm về hôn vợ một cái. Trước khi đi làm hôn vợ một cái, nói chung là lúc nào cũng phải hôn vợ. Rồi chú mong cho cái hành động này nó sẽ trương diễn ra liên tục cho đến già, cho đến răng long đầu trọc lóc luôn. Rồi, ok, cảm ơn tụi con đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son nha.